Trong giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai, tình hình chiến sự hoàn toàn bất lợi cho Italia và người Ý muốn rút khỏi chiến tranh. Tân thủ tướng Italia là Badoglio công khai ủng hộ trùm phát xít Hitler. Nhưng mặt khác, ông bí mật đàm phán với chỉ huy tối cao của phe đồng minh, tướng Eisenhower. Tháng 9 năm 1943, Badoglio và Eisenhower đã bí mật ký hiệp ước đình chiến, kèm theo nhiều điều khoản, bao gồm việc Italia bàn giao nhóm tác chiến mạnh nhất của hải quân cho phe đồng minh. Cho tới ngày 8 tháng 9 năm 1943, Đô đốc Hải quân Ý Bingamini ra lệnh cho các tàu chiến sẵn sàng ra khơi dưới sự dẫn đầu của thiết giáp hạm Roma nổi tiếng. Con tàu được coi là thiết giáp hạm sang trọng và đẳng cấp bậc nhất của hải quân nước này. Đặc biệt, đây mới chỉ là lần ra khơi thực sự đầu tiên của nó sau khi trải qua quá trình kiểm tra khả năng tác chiến với vỏn vẹn 130 giờ hoạt động. Roma là một thiết giáp hạm của Hải quân Hoàng gia Ý, được đặt theo thành phố nổi tiếng cùng tên. Đây là thiết giáp hạm thứ 3 của lớp Littorio và là một trong những thiết giáp hạm tân tiến nhất của quân đội Italia trong chiến tranh thế giới thứ 2. Do căng thẳng leo thang trên toàn thế giới, cùng với lo ngại rằng chỉ với hai thiết giáp hạm Littorio hay Vittorio Veneto và các thiết giáp hạm cũ thời chiến tranh thế giới thứ nhất, Hải quân Hoàng gia Ý vẫn không có đủ sức mạnh để chống lại hạm đội địa trung hải của Hải quân Hoàng gia Anh và Pháp. Nên người Ý đã đi đến quyết định đóng thêm hai thiết giáp hạm lớp Littorio là Roma và Impero. Được hạ thủy sau 4 năm so với hai thiết giáp hạm đầu tiên cùng lớp, Roma đã nhận được nhiều sự cải tiến nhỏ trong thiết kế, bao gồm việc tăng phần nổi ở khu vực mũi tàu. Với những cải tiến về thiết kế, ban đầu thiết giáp hạm Roma có chiều dài tổng thể là 240,68m và cao 32,82m. Mức mớn nước đạt 9,6m. Roma có mức chứa nước tiêu chuẩn là 41.650 tấn và 46.215 tấn khi đầy tải. Về bản chất, điều này đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản được đặt ra trong Hiệp ước Hải quân Washington. Vì hiệp ước quy định, các quốc gia chỉ được phép hạ thủy các tàu chủ lực có mức choán nước tối đa là 35.000 tấn trên tàu. Tuy vậy, Hải quân Ý đã khéo léo đánh cháo thông tin và thuyết phục được các đoàn khảo sát rằng lớp Littorio của họ vẫn nằm trong giới hạn mà hiệp ước áp đặt. Phục vụ cho trọng tải khổng lồ là hệ thống động cơ của tàu bao gồm 4 động cơ tuabin hơi nước Belluzzo, được cung cấp năng lượng bởi 8 nồi hơi Jarro chạy bằng dầu. Động cơ của tàu đạt công suất trục là 128.200 mã lực và đạt tốc độ tối đa là 56 km/h. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn theo mức tiêu chuẩn là 80 sĩ quan và 1.750 thủy thủ. Và con số này tăng lên thành 1.950 sĩ quan và thủy thủ khi Roma được chọn làm soái hạm của hạm đội trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Roma được đưa vào hoạt động ngày 14 tháng 6 năm 1942. Nhưng tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở Ý tại thời điểm đó đã cản trở việc tham chiến của tàu. Thay vào đó, cùng với Littorio và Vittorio Veneto, Roma được hoạt động với vai trò pháo đài phòng không tại một số thành phố ở Ý. Trong thời gian neo đậu ở La Spezia, con tàu bị hư hại hai lần trong các đợt không kích của máy bay ném bom đồng minh trong tháng 6 năm 1943. Sau đợt sửa chữa kéo dài từ tháng 7 tới tháng 8 ở Genoa, Roma được chọn làm soái hạm của đô đốc Carlo Bergamini trong một hạm đội lớn gồm 3 thiết giáp hạm lớp Littorio, 8 tuần dương hạm và 8 khu trục hạm. Hạm đội dự định sẽ tham gia đánh chặn hạm đội đồng minh đang tiến về Salerno để hỗ trợ cuộc đổ bộ vào Ý ngày 9 tháng 9 năm 1943. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 9 năm 1942, Hiệp định đình chiến Cassibo được ký kết. Nước Ý chính thức bước ra khỏi cuộc chiến và chiến dịch đánh chặn buộc phải hủy bỏ. Theo các thỏa thuận với phe đồng minh, Roma cùng với toàn bộ hạm đội Ý được lệnh khởi hành về La Maddalena và sau đó là Malta để đầu hàng quân đội Anh. Mặc dù thỏa thuận đình chiến bí mật đưa hải quân Italia đến Malta và bàn giao các tàu chiến tại đó, tuy nhiên nhóm tác chiến ban đầu định đến đón nhà vua Victor Emmanuel Đệ Tam ở La Maddalena. Nhưng khi nghe tin nơi này rơi vào tay quân Đức, đoàn chiến hạm mới quay đầu. Đến 14 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 1943, đoàn chiến hạm đã ở phía tây địa trung hải và các thủy thủ trên tàu nhìn thấy một máy bay lạ, không rõ là của quân đồng minh hay Đức Quốc xã.
Máy bay khiến người Italia bất ngờ khi nó thả bom mặc dù vị trí rất xa so với các tàu chiến. Đó cũng là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một quả bom được thả từ độ cao lớn đến như vậy. Hơn một giờ trôi qua, chỉ huy Italia tin tưởng rằng nguy hiểm đã đi qua. Nhưng chiếc máy bay hai động cơ lại quay lại, và đó chính xác là máy bay ném bom Dornier DO-217 của Đức. Vào lúc 15:30, máy bay nâng độ cao lên 5.500m và bắt đầu tìm cách ném bom vào con sói đầu đàn, thiết giáp hạm Roma. Đô đốc Bergamini yêu cầu các tàu chiến thực hiện chiến thuật lẩn tránh và các khẩu súng phòng không khai hỏa tối đa. Nhưng chiếc máy bay Đức khi đó đạt đến độ cao vượt qua các khẩu súng phòng không thông thường. Tại thời điểm trước khi giáp mặt các máy bay Đức, có thể nói hỏa lực của Roma cũng thuộc dạng cực kỳ đáng gờm, với hệ thống pháo chính gồm 9 khẩu pháo 381 ly L-50 Asando 1934. Được chia đều ra 3 tháp pháo 3 nòng, 2 tháp pháo đặt ở trước đài chỉ huy và 1 tháp đặt ở cuối hệ thống thượng tầng. Hệ thống vũ khí phụ của tàu bao gồm 12 khẩu pháo 152 ly L-55 Asando model 1934. Được chia đều cho 4 tháp pháo 3 nòng. 2 tháp pháo 152 ly được đặt hai bên tháp pháo 381 ly số 2. Và 2 tháp pháo còn lại được đặt hai bên rìa tháp pháo 381 ly số 3. Hệ thống pháo phòng không của tàu bao gồm 12 khẩu pháo 90 ly L-50 mạnh mẽ được đặt ở bên trên thượng tầng của tàu. 12 khẩu pháo 37 ly L-54 và 16 pháo 20 ly L-65. Sau được bổ sung lên 28 khẩu 20 ly. Pháo 90 ly có nhiệm vụ cung cấp hỏa lực phòng không tầm xa cho tàu và được đặt trong các ụ riêng lẻ với hệ thống ổn định chạy biệt lập. Tốc độ bắn của pháo 90 ly là 12 viên trên phút và có trần bay khoảng 10.800m. Pháo 37 ly và 20 ly có nhiệm vụ cung cấp hỏa lực phòng không tầm gần và có tầm bắn hiệu quả lần lượt là 4.000m và 2.500m. Ngoài ra, con tàu còn được lắp đặt 4 khẩu pháo 120 ly L-40 làm nhiệm vụ bắn pháo sáng. Hệ thống radar EC-3 Tercufo có khả năng quét được các mục tiêu trên mặt biển trong khoảng cách 30 km, và máy bay ở khoảng cách 80 km, được lắp đặt trong tháng 7 năm 1943. Vào lúc 15:33 ngày 8 tháng 9 năm 1943, máy bay Đức bắt đầu đợt tấn công lần đầu tiên. Thả quả bom ở góc 60 độ từ xa, quả bom lượn đến vị trí thiết giáp hạm Roma và phát nổ, gây thiệt hại lớn khiến con tàu không thể bẻ lái. Nhiều phút trôi qua mà các thủy thủ vẫn không thể sửa chữa xong thiệt hại. Đến 15:45, một đợt tấn công khác lại diễn ra. Thiết giáp hạm Roma tìm cách né tránh, chống trả trong vô vọng. Chiếc đô 217 ném quả bom xuyên giáp qua vỏ tàu và phát nổ bên trong, khiến lò hơi và các phòng máy đều ngập nước. Tốc độ của thiết giáp hạm bắt đầu giảm còn 12 hải lý. Roma từ từ bị bỏ lại phía sau nhóm tác chiến duy nhất của Italia. Và chỉ vài phút sau, Roma lại trúng một quả bom khác ngay ở phòng động cơ. Kho đạn phát nổ khiến khẩu pháo số 2 bật tung lên trời, nước tràn vào khắp nơi. Đô đốc Bergamini thiệt mạng ngay lập tức cùng nhiều sĩ quan tại phòng chỉ huy. Lửa cháy lan ra khắp tàu khiến những người sống sót cũng bị bỏng nặng. Vào lúc 16:12, Roma bắt đầu chìm dần và gãy làm đôi. Thật khó hiểu khi nó dễ dàng bị đánh chìm khi mà Roma sở hữu đai giáp chính khá ổn, bao gồm lớp giáp đồng chất dày 70mm đặt ở bên ngoài và lớp giáp chát xi măng dày 280mm được đặt phía sau tấm giáp đồng chất. Con tàu được lắp đặt hệ thống đai chống ngư lôi Puklis, một trong những hệ thống chống ngư lôi hiệu quả nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai. Boong tàu bao gồm một lớp giáp đồng chất dày 36mm đặt trên một lớp giáp dày 9mm. Lớp giáp trên khu vực boong tàu sẽ thay đổi tùy thuộc vào không gian và vị trí chúng bảo vệ. Ở khu vực khoang chứa đạn, boong tàu dày 162mm. Tại khu vực khoang động cơ, độ dày của boong được giảm xuống còn 110mm và 90mm ở các khu vực còn lại. Bệ tháp pháo chính của con tàu được bảo vệ bởi một lớp giáp tráng xi măng dày 350mm ở bên trên boong tàu và giảm xuống còn 280mm ở bên dưới boong tàu. Mặt trước của các tháp pháo chính dày 350mm, hai bên tháp và trần dày 200mm và 130mm ở khu vực hồng tháp pháo. Tháp pháo phụ 152mm được đặt trong các bệ dày 150mm ở trên boong tàu và 110mm ở dưới boong tàu. Mặt trước tháp pháo 152mm dày 280mm và 70mm ở hai mặt bên. Hệ thống pháo phòng không của tàu được bảo vệ bởi các tấm thép chống đạn có độ dày từ 12mm tới 40mm.
Con tàu được lắp đặt một máy phóng thủy phi cơ và được trang bị 3 thủy phi cơ trinh sát IMAM RO-43 hoặc tiêm kích Regens RE-2000. Theo báo cáo chính thức, Roma lúc bị chìm có 1849 sĩ quan và thủy thủ trên tàu, 596 người sống sót và 1253 người đã nằm lại mãi dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, nhà sử học hải quân Francesco Martosini, sau khi nghiên cứu báo cáo của Pier Paolo Pergamini, con trai của đô đốc Pergamini, đã kết luận rằng có khoảng 200 thành viên trong ban tham mưu của Pergamini đã có mặt trên Roma lúc đó. Do nhầm lẫn nên tên của họ đã không được đề cập trong các báo cáo điều tra chính thức sau này. Do đó, tổng số người có mặt trên Roma trong chuyến ra khơi cuối cùng là 2021 người và 1393 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Trong khoảng 15 tháng hoạt động ngắn ngủi, thiết giáp hạm Roma đã tiến hành 20 chuyến ra khơi, đa phần là thay đổi căn cứ neo đậu và không tham gia bất kỳ chiến dịch chiến đấu nào. Xác của Roma được phát hiện vào tháng 6 năm 2012 bởi tàu thăm dò không người lái Pluto Pala của kỹ sư người Ý Guido Gay. Roma yên nghỉ ở độ sâu khoảng 1.200m và cách bờ biển Sardegna khoảng 30km về phía bắc. Ngày 10 tháng 9 năm 2012, một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên một tàu frigate của Hải quân Ý tại khu vực Roma bị đánh chìm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gianpaolo Di Paola, nguyên là một đô đốc Hải quân Ý, đã phát biểu tại buổi lễ rằng những thủy thủ hy sinh ngày hôm đó là những người anh hùng vô tình tìm thấy chỗ đứng của mình trong lịch sử, vì họ đã thực hiện nghĩa vụ của mình đến những giờ phút cuối cùng.